Chào mọi người nhá. Lần này quay cho mọi người xem cận cảnh con gà chọi đen nòi này, chọi nòi đen lông đen đấy. Chọi nòi lông đen chứ không phải là chọi lai là chọi đen nhá. Đây này, thì đây là chọi nòi lông đen này. Đấy mọi người để ý xem nhá, để ý cái lông nó này. Đấy là phải đen xì như này này. Thi thoảng có phần khoang khoang trắng ở cổ đây. Đấy, bụng trắng đấy, nhưng mà đa số là đen hết. Lông đen tất cả thì chia xuống toàn là đen thôi. Đây ạ. Đây, quay sát cho mọi người xem nhé. Đấy thì con chọi nòi đen này thì nó lông nó đắt hơn là lai chọi đen mọi người nhé. Chọi nòi đen đấy. Chọi nòi đen này thì đa số là màu toàn là màu ấy thôi. Màu nụ nụ thôi. Đúng ra là các anh chị bắt về nuôi khoảng là 2-3 tuần thì không thấy màu lên, lại cứ bảo ông nào bán rau toàn gà mái. Không phải nhé, tại vì là con này nó tầm khoảng tháng rưỡi đổ ra cơ thì mới phân biệt rõ là trống mái. Vì màu con trống con mái đều nụ nó không hơn nhau là mấy đâu. Đúng ra là khó, rất khó để phân biệt cả trống mái của loại này. Nếu mà là không phải là thợ. Đây là đấy. Đây mọi người nhá. Đây. Chọi nòi thông thường chân nó sẽ long loang như này, nó loang loang như này. Chứ không chọi nòi đen thì không có mấy khi có chân vàng đâu. Chân đa số là chân đen hoặc chân xám hoặc là chân chì đấy, cũng có chân vàng mà rất ít, tỷ lệ chân vàng nó khoảng là 10%, có khi là không đến 10% đâu. Đây là ở đây chẳng hạn như 100 con này, ở đây có 100 con thì đa số là hầu như là toàn chân đen và chân loang hết, chân vàng rất ít. Đây cũng có chân vàng này, đây có con chân vàng đây, có chân vàng mà ít lắm mọi người nhá, vàng chỉ vàng ấy chứ không hết đâu này, kheo chân nó vẫn đen này. Đấy. Đây là chọi nòi lông đen nhá. Nó khác với lai chọi nòi đen đấy. Đây chọi nòi lông đen đây. Thì nhiều người sẽ gầm nhầm với con gà ác. Ác lai ấy, nhưng mà ác lai nó khác, mọi người nhớ ác lai lông sẽ đỏ đỏ đấy. Đấy, đỏ đỏ và mồm đen cơ, nó không như con này đâu. Ác lai lông sẽ đỏ đỏ. Lông nó màu gần giống như màu đây này. Lông nó gần giống màu đầu, lông đầu của con này này. Đấy, chứ không được lông đen như này đâu. Đấy, còn lông đen xì như này là chọi nòi đen nhé. Đây là chọi nòi đen đấy, không phải lai chọi đen. Chọi nòi đen. Đấy. Đấy thì là nem thì đầy đủ các loại gà, các loại lai chọi, chọi nòi, ta lai, mười lai, lai ông tảo, lai hồ, các thứ đầy đủ hết cả. Mọi người ai bắt thì alo cho em nhé. 0961759699 nhá. Đấy các anh chị mua cho là chọi chú ý nhá, đặc biệt là chọi nòi này, chọi nòi kể cả đen kể cả sọc, cả chọi đen cả sọc thì là cái màu của nó là màu trống mái, là phải ý là sau khoảng tháng rưỡi nhá, tháng rưỡi thì bắt đầu nó trổ mã bắt đầu mà thấy rõ được là trống mái. Còn lúc mới nuôi được khoảng 2-3 tuần thì mình không rõ đâu ạ. Đây chẳng hạn như chỗ của em đây, thì dòng bắt gà nhỡ đấy. Gà nhỡ nuôi 25 ngày mà bắt nhìn không ra được cái mái cơ. Phải nặng thì mới ra được mái. Đấy nên là anh chị là mua nuôi gà chọi, đặc biệt là chọi nòi này, chú ý cho em nhé. Đấy cái màu của nó thì là nó là màu nụ, đâm ra là rất khó phân biệt ngay khi mà con nó còn nhỏ và trống mái. Còn đâu là tỷ lệ chuẩn của gà khi mới nở ra thông thường là 40-60 nhá, nó đẹp nhiệt thì là 50-50. Đấy. Đấy thì là anh chị nào có nhu cầu lấy Zalo nhá, đúng là cầm đại xuyên 0961759699. Và chú ý là lên Facebook có tìm thì tìm là trại giống gia cầm đại xuyên nhá, và có cái số của em ấy 0961759699 ấy, đấy mới là trại của nhà em. Còn đâu là các cái trang khác là cũng của những nhà khác đấy, không phải của nhà em đâu. Thế nhà em làm nó to hay làm một giống như thế đấy, làm tên giống để bắt chiếc ấy, ăn theo đấy, mọi người để ý nhá. Rồi xin phép chào mọi người nhá.